Ok, hello các em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Chào cả chị em luôn. Thì dạo gần đây, thời gian này là mọi người đang thi đúng không? Đầu óc căng thẳng đúng không? Mệt mỏi đúng không? Lo lắng trong mùa thi các thứ đúng không? Thế nên là ok, mình rất hiểu cái tâm lý đấy. Thế nên là ok, chúng ta sẽ đến với những video vui vẻ để đánh tan cơn lo âu cho mọi người. Gọi là như thế nào? Sau mỗi mùa thi căng thẳng là chúng ta sẽ có được một cái thứ người ta gọi là nạp lại năng lượng cho bản thân đúng không? Gọi là refresh cái đầu óc để cho nó thoải mái trở lại. Tại vì thi thố nó đã quá là căng thẳng rồi, ok? Đấy, để phục vụ cho mọi người thì hôm nay chúng ta lại đến với chuyên mục thử thách cầm cười. Và thử thách cầm cười lần này sẽ có một chủ đề nó rõ ràng. Đấy, nó không phải là tổng hợp các tình huống buồn cười. À, tất nhiên là các tình huống sẽ buồn cười, nhưng mà các tình huống lần này sẽ nói về những thánh nhọ. Những thánh nhọ anh em ạ. Và những tình huống của những thánh nhọ đấy thì chắc chắn nó sẽ buồn cười rồi. Ok. Được rồi, và một điều cực kỳ quan trọng, cực kỳ nhất luôn này, đó chính là mình rất mong anh em có thể giúp mình nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể giúp cho kênh mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Tại vì còn rất là ít nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi anh em ạ. Ok, nhờ cả mọi người giúp mình. Thì đây là video kết hợp cả hai chủ đề hôm nay xem gì và thử thách cầm cười. Thế nên ấy, nó sẽ có cả những tình huống hay ho, những tình huống buồn cười và những cái tình huống mà không thể ngờ được. Nói chung là bắt đầu này. Bạn đang làm gì? Ears bị rơi xuống đất rồi, không dám cầm. Tôi đến giúp bạn. À, cái tai AirPods. Người ta gọi đây là gì? Ngu dốt cộng nhiệt tình thì bằng phá hoại đấy anh em ạ. Thà mình dùng cái gì đấy nó nhỏ để mình có thể móc được nó lên đúng không? Còn hơn là cái việc dùng hai cái tay để nhíp nhíp nó xong cùng nó rơi mẹ xuống cống. À, đi bơi à? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ôi! Đấy, tôi bảo rồi, đi chơi mấy cái trò này làm cái gì? Đu. À, đi đu đi đúng không? Đi đu đi anh em ạ. Ổ lắm. What the fuck? Ông bảo vệ kia đúng không? Có phải là ông bảo vệ đi bên ngoài không anh em? Vâng. Petfish. Nuôi cá nè. Chúng ta có một thú nuôi là con cá. Nó rơi vào cái bồn vệ sinh rồi anh em ạ. Nhưng mà nếu anh không biết ấy, thì cái bồn vệ sinh đấy nó chỉ có một cái mức nước giới hạn thôi, tức là nó sẽ không thể đi đâu được cả. Wow. Khổ thân con chó nhờ. Bia nó tự đổ ra ngoài anh em ạ, không phải lỗi của mình. Đèn pin à? No god. Đèn như thế này thì bạn nên chơi một mình nhá, đừng bao giờ chơi với ai hết, không là nó lây cái đen ra người khác đấy. Ê, chơi cầu à, nhầm chơi gọi là thuyền. Chả làm cái gì không, chả làm cái gì cả không. Anh em chúng tôi chỉ là đang đi dạo thôi, chứ chúng tôi không hề có nhu cầu gọi là tắm. Làm gì đây? Ô! Không ai nghĩ đến tình huống đấy luôn. Ô! À, đây rồi, gọi là đây là phóng sinh cá đúng không? Phóng sinh con cá. Một là phóng sinh cá, hai là phóng sinh bản thân mình anh em ạ. Chán lắm, quay làm cái gì cũng biết. Đánh gôn kiểu ngu dốt đấy.
xe Trung Quốc. Chắc chắn đây là đồ chơi Trung Quốc nó mới lở như thế này được, chứ đồ chơi Việt Nam thì không bao giờ có chuyện này luôn anh em. Vâng, kéo co. Giày Trung Quốc, giày Việt Nam mình không bao giờ có chuyện này luôn nha. Nhất là dép tổ ong của Việt Nam mình thì đường nó mòn đi chứ dép thì không bao giờ mòn. Làm gì đây? À, đường nó bị ngập nên là chúng tôi phải đi. Bực, thật sự. Mất dạy kinh à. Thề luôn đấy. Nó không phân biệt được đâu là người, đâu là cái cột điện này. Đái va vẩn cắt lại chim rồi. Oh my god. Tình huống này thì mình hoàn toàn không nghĩ đến. Mình chỉ nghĩ là cái xe nó lật lên thôi, chứ không nghĩ là đau xót cho một kiếp người. Cẩn thận làm gì, nó nhẹ nhàng thôi. Uốn éo. Thật éo. Rán cá à? Hợp lý rồi anh em ạ. Mình thề luôn, với cái kỹ năng này ấy, thì món ăn chỉ có đổ đi thôi. Thay vì cái việc mà nấu xong rồi mới đổ đi thì chúng ta đổ ngay đi từ khi chưa chế biến thì nó sẽ đỡ tốn dầu mỡ kiểu ga để đun đúng không? Hợp lý. Before. Đã bạn nào gặp vào tình huống ngay chưa? Mình gặp rồi nhá. Ở quê mình hay có cái trò là cái dép tổ ong chứ còn đâu xa nữa. Về quê mình không có dép đi, thế là mình phải mua một đôi màu trắng. Nhưng mà nhà khổ cái là nhà nào nó cũng đi cái đôi tổ ong màu trắng. Thế là mình mới đến kiểu hàng xóm chơi thì để dép ở ngoài. Đến lúc đi ra thì tình huống y hệt như thế này luôn. Nhưng mà không sao, mình vẫn có một cách xử lý, đó chính là cứ đi bừa một đôi về. Vừa chân mình là được. Khó không? Uầy, ông chú này vớt con cá to vãi nhoèn luôn này. Rồi cá rồi. Ôi ơi, chán quá. Anh em ạ, thương lắm. Thương cho anh Bi này lắm. Tại vì sao? Đây là Thánh, hình như là cái chị tên là Bella. Và chị này thì chuyên môn là đi xe, nhưng mà kiểu về sau là quỵt tiền đấy. Rất nhiều trường hợp rồi. Và mình nghĩ là trường hợp này cũng là một trong số các trường hợp đấy. Có gì đâu mà phải buồn. Tự nhiên có điện thoại màn hình cong còn gì nữa. Đây gọi là màn hình cong phát. Rồi ok, và như vậy là kết thúc video đầu tiên. Tất nhiên là trong mỗi chuyên mục mình đều chuẩn bị rất nhiều video, thế nên anh em cứ yên tâm nhé. Video đầu tiên như vậy thôi là chúng ta đã có một vài tình, à nhầm, không phải một vài đâu mà nhiều vãi loèn ra. Đại khái đây cũng đã hiểu được chủ đề ngày hôm nay rồi đúng không? Rồi xong, và đến với video thứ hai. Nhìn cái ông buộc tóc là mình đã thấy đồng đội này là phế, đéo thể chịu được rồi. Lại là một tình huống giày Trung Quốc nữa anh em ạ. Bảo rồi, hàng vớ vẩn. Lần sau đi kéo co nhé, đề nghị các ông đi ngay dép tổ ong vào cho tôi nhé. Không bao giờ có tình trạng này. Và một pha nấu ăn cũng phải gọi là mặn. Tất cả đều chỉ là cơn mơ thôi anh em ạ.
Lần sau thì cứ bình tĩnh nhé. sinh nhật khó quên anh em ạ. Tôi đã cố nhịn nhưng mà không làm được. Tình huống này thật sự quá khó, thực sự là quá khó đỡ luôn. Ta chả hiểu sao thằng nào ta là thiết kế thiết kế cái vòi nước nó lại ngu dốt đến như vậy nhỉ. Chán thế. Tình huống xử lý của cái ông lái mô tô như thế là không văn minh, không lịch sự và người ta gọi là không tinh tế với phụ nữ. MC xinh xắn thế này nhá, ngon lành cạnh đào, tâm hồn trong trắng, anh em tâm hồn đẹp. Thế mà lại vãi luôn. Ở nhà nhá, mình chơi gì chơi nhá, đừng học theo mấy cái kiểu này nhá, hút vào mồm nó độc lắm anh em ạ. Nghiêm cấm. Ok được rồi. Thì đây cũng là tình huống cuối cùng của video ngày hôm nay. Cũng rất mong là mọi người nếu như thấy thích những cái chuyên mục như thế này thì có thể giúp mình là gửi những video hay ho về cái link Facebook để mình có thể tiếp tục tổng hợp và làm những video tiếp theo. Và nếu như mọi người yêu quý mình và thích những cái chuyên mục như này thì có thể nhấn tiếp vào nút đăng ký kênh để có thể giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Tại vì còn rất là ít nữa thôi, thì mình rất là mong mọi người sẽ giúp đỡ mình để mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký, sớm đạt được nút vàng. Ok, và bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.